Chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Cao Vinh đây. Thì cái clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái kiến thức, đây là nguyên tố vi lượng là những gì và vì sao gọi nó là vi lượng và những vai trò của những thành phần vi lượng là như thế nào. Thì vi lượng ấy, các thành phần mà dinh dưỡng ấy, người ta phân thành ba loại là đa lượng, trung lượng và vi lượng. Thì đa lượng, trung lượng mình có chia sẻ rồi, thì hôm nay mình chia sẻ đến vi lượng. Vì sao gọi là vi lượng? Vì cái nhu cầu của người trồng nó càng ít, nó không có nhiều nhưng mà nó vẫn rất quan trọng, thiếu nó cũng không được. Nó rất cần nhưng mà không phải cần một lượng, số lượng, cái số lượng nó quá nhiều, nó vừa đủ thôi. Thì cái nguyên tố vi lượng này ấy thì người ta nói là nó đâu khoảng gồm những cái loại đó là sắt này, sắt, mangan, kẽm và boron, là bốn loại nha. Bo này, sắt, kẽm, mangan là bốn loại vi lượng, mà thật ra vi lượng nó gồm 7 loại nhưng bốn cái thay thằng mình vừa mới nói đấy là những cái quan trọng nhất và nổi bật nhất. Thì vai trò của những cái này là thế nào? Thì các cái loại thành tố này ấy thì nó về boron ấy, thì nó có vai trò thế nào? Boron cái vai trò chủ đạo của nó ấy, là thật ra nó tham gia vào một loạt các quá trình sinh hóa, nhưng mà cái vai trò mà mình thấy là nổi bật nhất của nó là sự tạo thành và sự tham gia vào sự hình thành và giữ vững cấu trúc sinh học của tế bào, hay gọi là màng tế bào ấy, là nó tham gia vào sự hình thành của màng tế bào, là tế bào nó có cái màng ở ngoài ấy. Thì mọi người đến đây thì mọi người sẽ thấy hơi xem với lại canxi, thì nó cũng có vai trò tương tự như thế. Thì ngoài ra ấy, thì boron này ấy, thì nó có cái vai trò như thế, và người ta nói là mình nhớ đâu ra là boron này thì người ta nói cái boron này ngồi về cái vai trò là ổn định về cái màng sinh học, cấu trúc mà tham gia vào sự hình thành màng sinh học và tạo sự ổn định cho màng sinh học là màng tế bào đấy. Thì nó còn một cái vai trò khác là vận chuyển dinh dưỡng và năng lượng, đường và năng lượng đến các bộ phận phát triển của cây. Như cây cam ấy, là bộ phận phát triển của nó là gì? Hoa, phấn và hạt, đúng không? Là bộ phận đấy, bộ phận gọi là di truyền của nó, phát triển của nó là hạt và thụ phấn. Thì nó giúp cho quá trình này xảy ra suôn sẻ và nó tạo hoa được tốt, và đặc biệt là cái hạt nó khi mà đầy đủ borat thì nó không bị lép, boron chứ mình nói lộn, boron thì hạt nó không bị lép. Khi mà thiếu cái này thì người sẽ nhận ra cái vấn đề đó là thấy luôn là cái quả nó thường là lép và hoa nó thụ phấn bằng kém đi, vì cái này là nó có vai trò như thế. Còn một cái thành tố khác trong vi lượng đây là mình nói ở đây là sắt. Thì sắt đấy, thì mình có làm một clip nói về sắt đấy, thì khi nó trong cây nó khi nó thiếu ấy, thì nó sẽ bị những cái lá đó là thiếu sắt thì thiếu kẽm, là cái lá nó bị vàng lá gan xanh, kiểu như greening, nhưng không phải. Mình có làm clip chia sẻ rồi, mọi người cứ tìm lại trong cái kênh của mình thì mọi người sẽ biết cách phân biệt nhận biết giữa vàng lá gan xanh và thiếu kẽm, thiếu sắt nha. Thì thiếu sắt, thì sắt nó có một vai trò mà cực kỳ giống mà hai phần thành phần mà đa lượng trung lượng, đấy là magie và lưu huỳnh. Đó là gì? Đó là giống một thành phần, đó là magie và lưu huỳnh, chính xác, magie và lưu huỳnh là cấu thành này, nạp một thành tố quan trọng để cấu thành nên chất diệp lục. Mà khi mà chất diệp lục không được tạo thành thì cây không thể sinh trưởng phát triển được. Đấy là một trong những yếu tố về vai trò quan trọng của sắt. Sắt là quan trọng nhất, là cấu thành chất diệp lục nhá. Thì bởi đứa là khi mà thiếu sắt thì mọi người thấy là lá nó vàng, là vì thế, vì nó không có tạo thành chất diệp lục được nên lá nó bị vàng. Khi mình bổ sung sắt lại thì cây nó sẽ phục hồi lại, lá xanh lại thôi. Nhưng vấn đề nó chỉ là như thế. Còn đấy là trong clip này mình sẽ giới thiệu mọi người hai cái thành tố của nguyên tố, nhóm nguyên tố vi lượng là gồm những gì, và vai trò của hai trong số những nguyên tố vi lượng đấy là boron và sắt nó có vai trò thế nào. Thì clip mình thì đến đây thì cũng tạm dừng rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nhé. Thì hẹn gặp mọi người ở những clip sau nhé. Rồi chào mọi người nhé.